Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, do sự suy yếu của không khí lạnh, vùng áp thấp phía Tây có điều kiện phát triển và mở rộng hơn nên trong ngày hôm nay xu hướng tăng nhiệt sẽ xảy ra tại các tỉnh thành thuộc Bắc Bộ. Mặc dù rạng sáng nay trời vẫn còn khá rét nhưng nền nhiệt đã tăng hơn so với 24 giờ trước đó, với mức nhiệt nhích nhẹ lên so với đêm qua, dao động trong khoảng từ 14 cho tới 17 độ. Và thời tiết sẽ có đôi chút khác biệt giữa phần phía Đông và phía Tây của dãy Hoàng Liên Sơn. Cụ thể là trong ngày và đêm nay, thời tiết tại các tỉnh thuộc phía Đông thì vẫn chịu ảnh hưởng từ rìa của khối không khí lạnh suy yếu, nên nhiều khả năng sẽ có sương mù và đôi lúc xuất hiện mưa nhỏ vào sáng sớm, khiến cho tầm nhìn hạn chế. Tuy nhiên sương mù thì sẽ tan nhanh khi nắng lên, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ tăng dần lên đến 23 cho tới 25 độ, có nơi thì có thể cao hơn. Trời chỉ còn rét nhẹ về đêm và sáng. Còn với khu vực các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, do nằm gần vùng thấp nên tại đây nắng sẽ nhiều hơn và nhiệt độ trưa chiều có thể lên tới 26 đến 29 độ. Thời tiết nhìn chung khá thuận lợi trong hoạt động dân sinh cũng như sản xuất nông nghiệp của bà con. Khoảng từ chiều tối và đêm nay, khối không khí lạnh sẽ được bổ sung yếu nên thời tiết tại đây sẽ biến động không nhiều. Mưa nhỏ chỉ xảy ra vào đêm và sáng sớm ngày 14 và nền nhiệt độ thì sẽ giảm nhẹ. Với các tỉnh miền Trung, từ Thanh Hóa trở vào cho tới Thừa Thiên Huế, mưa đã giảm hẳn, chỉ còn xảy ra ở diện vài nơi. Riêng các tỉnh phía Bắc của khu vực thì trời sẽ vẫn nhiều mây, xuất hiện sương mù rải rác về đêm và sáng. Trong khi đó, phía Nam, từ Quảng Trị cho tới Huế thì mưa ít, nền nhiệt cao hơn, thậm chí trưa chiều còn có nắng, cùng nhiệt độ tăng lên 27 cho tới 29 độ. Phần còn lại từ Đà Nẵng cho tới Quảng Ngãi, thời tiết tương đối ổn định trong đêm nay và ngày mai với mức nhiệt trong ngày vào khoảng 20 cho tới 29 độ. Riêng các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào cho tới Ninh Thuận, Bình Thuận thì trời vẫn nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất ngày chạm ngưỡng 31 đến 32 độ. Nhìn chung thời tiết tại phía Nam của miền Trung sẽ ổn định và thuận lợi trong hoạt động ngoài trời trong ngày nghỉ cuối tuần này. Cũng tương tự như thời tiết tại các tỉnh Nam Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, số giờ nắng trong ngày vẫn tương đối dài, độ ẩm trưa chiều xuống thấp, nhiệt độ cao nhất ngày sẽ tăng cao, nhiều nơi đạt ngưỡng nắng nóng tại khu vực miền Đông Nam Bộ. Người dân nơi đây vẫn đang phải đối mặt với tình trạng khô hạn, thiếu nước tưới tiêu và sinh hoạt vẫn chưa có dấu hiệu được cải thiện. Cụ thể, ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong buổi sáng sớm ngày hôm nay vẫn khá nhiều mây, có sương mù và trời thì vẫn khá là rét, với nhiệt độ vào khoảng 15 cho tới 17 độ. Đến trưa chiều thì trời giảm mây và còn có thể hửng nắng nhẹ, với nhiệt độ dao động xung quanh ngưỡng 21 đến 22 độ, nên sẽ có cảm giác ấm áp hơn so với ngày hôm qua. Thời tiết nhìn chung vẫn khá ủng hộ trong hoạt động ngoài trời cũng như lưu thông trên địa bàn thủ đô trong ngày nghỉ cuối tuần. Tuy nhiên, khoảng từ chiều tối và đêm nay, không khí lạnh có khả năng được bổ sung yếu, nên có thể xuất hiện mưa nhỏ rải rác cùng nền nhiệt độ sẽ giảm nhẹ. Quý vị nên chú ý mặc đủ ấm để tránh đổ bệnh do sự thay đổi của thời tiết. Cũng nằm trong xu thế thời tiết chung tại các tỉnh thành miền Bắc, thành phố Hải Phòng cũng không quá nhiều khác biệt so với thủ đô Hà Nội. Sáng sớm tại đây trời nhiều mây, có sương mù rải rác, đến trưa chiều thì trời giảm mây và có nắng với mức nhiệt trong ngày dao động trong khoảng 14 cho tới 22 độ, trời ấm dần. Thời tiết cũng thuận lợi trong hoạt động dân sinh trong ngày cuối tuần. Tuy nhiên thì từ chiều tối, khu vực ven biển, gió đông bắc có xu hướng hoạt động mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6 và phần nào cản trở đến hoạt động lưu thông cũng như ra khơi đánh bắt của tàu thuyền. Xuống đến thành phố biển miền Trung, Đà Nẵng. Trong ngày nghỉ cuối tuần này, thời tiết tại đây khá đẹp, phổ biến không mưa, ban ngày trời có nắng và nền nhiệt độ thì chưa tăng cao. Trong ngày sẽ dao động trong khoảng 20 cho tới 26 độ. Trên biển thì cường độ gió hoạt động cũng không quá mạnh, chỉ ở mức cấp 4, cấp 5 nên nhìn chung sẽ rất ủng hộ trong hoạt động vui chơi và du lịch biển trong ngày nghỉ của du khách. Cũng như tỉnh thành miền Đông Nam Bộ khác thì thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tiếp tục không mưa, ngày nắng nhiều với nhiệt độ trong ngày dao động từ 24 cho tới 34 độ. Đặc biệt trưa chiều độ ẩm sẽ xuống thấp nên quý vị cần đặc biệt chú ý trong việc sử dụng điện và lửa để hạn chế tối đa nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra. Nền nhiệt độ tại thành phố Cần Thơ sẽ thấp hơn khoảng 1-2 độ so với thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây thời tiết dễ chịu hơn với ngưỡng nhiệt độ trong ngày trong khoảng 24 cho tới 33 độ. Tuy nhiên thì tình trạng không mưa ngày nắng với lượng bức xạ dồi dào sẽ còn kéo dài nhiều ngày tại đây. Do vậy, tình trạng xâm nhập mặn kết hợp với thiếu nguồn nước tưới tiêu sẽ còn tiếp tục gây cản trở khó khăn đối với trồng trọt chăn nuôi cũng như sản xuất nông nghiệp của người dân nơi đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.